À, phát biểu giùm cô. À, bạn nào biết mời phát biểu, mời bạn Đăng Huân, mời em. À, dạ cô, làm thế nào là sống giản dị? Sống giản dị là phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân, gia đình và xã hội. Liên hệ Rồi bản thân mình thôi. hãy liên hệ bản thân em đã sống giản dị thế nào, là em không có em khi em có tiền thì em có thể tiết kiệm, em không em như mua những thứ gì mà cần thiết, và em không có tùy tiện xài tiền không hợp lý, và em chi tiêu được. Em trình bày xong rồi. À, cô cảm ơn em. À, bạn Huân trả lời rất là tốt đó các em. Bạn Huân đã nêu được thế nào là sống giản dị, và bạn đã nêu được là cần phải rèn luyện cái lỗi là liên hệ bản thân của bạn, thì bạn chi tiêu hợp lý nè, mua những thứ cần thiết, rất là tốt. Câu số 2, mời một bạn trả lời cho cô câu số 2, để có được cái tính này thì cần phải rèn luyện như thế nào. Mời bạn Hoàng Kim. Dạ thưa cô, là học sinh cần làm gì để rèn luyện tính giản dị, là mình sẽ biết giữ gìn quần áo, sách vở và phải chi tiền phù hợp với túi tiền của mình hết cô. Rồi, cô cảm ơn em. Có bạn nào bổ sung gì thêm không ạ? Bạn thì nói rằng là chi tiền hợp lý nè, sử dụng lại sách vở quần áo cũ nè. Những bạn khác, cô mời bạn Trang Anh Nguyễn có bổ sung gì thêm không em? Thưa cô, là đi học thì quần áo gọn gàng sạch sẽ. Em đang tắt mic rồi Trang Anh ơi. À, để em. Dạ thưa cô, là đi học là quần áo gọn gàng sạch sẽ, không mặc mấy bộ đồ trông lạ mắt, rồi đi đứng thì phải đàng hoàng, không có kiểu cách, thực hiện đúng nội quy nhà trường với sống phù hợp với hoàn cảnh gia đình bản thân của mình. Cô cảm ơn. Như vậy thì các bạn đã nêu được cái rèn luyện, cái cách rèn luyện để chúng ta có được cái đức tính giản dị. Thì nhìn chung qua ba cái câu trả lời của ba bạn á, thì cô thấy các phần chuẩn bị bài của các bạn ở nhà rất là tốt, thì các em cố gắng phát huy cái tinh thần học tập như thế này để chúng ta đảm bảo được có những kiến thức tốt nhất. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm một cái phạm trù đạo đức tiếp theo nữa mà cô nghĩ rằng mọi người chúng ta cần phải có, đó chính là cái đức tính trung thực. Và ở cái bài này thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu ba nội dung, và để tìm hiểu nội dung đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái truyện đọc. Các em mở sách giáo khoa ra, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái truyện đọc Sự Công Minh Chính Trực Của Một Nhân Tài ở trang 6. Các em mở sách ra, các em xem và trả lời cho cô ba cái câu hỏi. Câu thứ nhất là thái độ của Michelangelo đối với Raman. Câu thứ hai là Michelangelo cư xử như thế nào với Raman, và cái cách cư xử đó thể hiện ông là người như thế nào. Và câu thứ ba, từ đó chúng ta rút ra được thế nào là trung thực. Chúng ta có 2 phút để chúng ta vừa đọc cái câu chuyện, vừa chú thích cái câu trả lời của mình ở trong sách, xem có thể sử dụng viết gì để các em làm dấu. Trong 2 phút đó, bạn nào có cái đáp án trước thì các em cứ việc giơ tay phát biểu, tôi sẽ mời những bạn đó. Chúng ta bắt đầu làm việc. Bạn nào có đáp án trả lời các em? Các em biết câu nào trả lời câu đó trước? Cô mời các em. Cô mời bạn Khánh. Dạ cô, câu 1 là Michelangelo đã có thái độ như thế nào đối với Raman, một người vốn kình địch với ông? Đó là ông Michelangelo vô cùng tức giận trước việc cản trở việc xây dựng ngôi mộ của
ngôi mộ của ông. Và câu 2 là Michelangelo lại xử sự như vậy, điều đó chứng tỏ ông là người như thế nào? Đó là Michelangelo đã công khai đánh giá rất cao Raminter, ông tuyên bố với tư cách là một kiến trúc Raminter thật vĩ đại. Điều đó chứng tỏ ông là người có tấm lòng trung thực. Và câu 3 em hiểu thế nào là trung thực? Đó có nghĩa là trung thực là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý, lẽ phải, sống ngay thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm. Cô cảm ơn bạn Khánh của 7A1. Câu trả lời của bạn rất là tốt. Thì ở đây câu thứ nhất là Michelangelo có cái thái độ như thế nào đối với Raminter, thì ngay từ cái đầu tiên á, cái thái độ đầu tiên nhất thì Michelangelo lại không ưa gì Raminter rồi, tại vì Raminter để nói xấu Michelangelo. Nhưng mà sau đó thì khi mà được hỏi Raminter là một con người như thế nào với cái thời mà kiến trúc thời đó, thì Michelangelo khẳng định rằng là mặc dù là ông ta không có thích Raminter, nhưng ông ta vẫn đứng trên cái lập trường khách quan trung thực, ông ta nhận định Raminter là một con người vĩ đại. Và từ đó chúng ta thấy rằng ông là một con người vô cùng trung thực, thẳng thắn, biết tôn trọng cái chân lý lẽ phải, tại vì Raminter thật sự là giỏi. Cho nên Michelangelo là khẳng định Raminter giỏi, chứ không phải là nói rằng là do người ta nói xấu mình cho nên mình không có thừa nhận cái ưu điểm, cái thế mạnh của người ta. Michelangelo không thế, mà ông ta lại khẳng định cái thế mạnh của Raminter là một nhà kiến trúc thực sự là vĩ đại. Từ đó thì chúng ta rút ra được trung thực là gì. Thì trước khi vào cái khái niệm của trung thực thì cô cũng nói luôn, đúng lý ra cái truyện đọc này nè là các em sẽ đọc ở nhà và tự làm việc ở nhà, nhưng ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em, nhưng bắt đầu từ cái chuyện đọc của cái bài số 3 là các em sẽ tự làm việc ở nhà. Các em chú ý giùm cô nha. Rồi, cô trở lại. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem thế nào là trung thực. Trung thực đó chính là tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý lẽ phải, sống ngay thẳng thật thà, dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm. Đó chính là cái nội dung bài học. Các em chú ý ghi bài ạ. Khi các em ghi cái nội dung bài học thì cô giải thích một số cái nội dung chính trong cái phần khái niệm này để giúp chúng ta hiểu rõ hơn. Trung thực là tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý và lẽ phải. Thì ở đây chúng ta nhận định cái gì là chân lý, cái gì là lẽ phải thì chúng ta phải tôn trọng đó. Cô lấy ví dụ, con cháu phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Như vậy thì hiếu thảo đó chính là chân lý, đó chính là lẽ phải. Chính vì vậy là chúng ta phải tôn trọng nó, phải thực hiện theo những cái chân lý lẽ phải đó. Cái thứ hai nữa là dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm. Thì chúng ta thấy đó, chúng ta ở đây không ai tự khẳng định rằng là mình là con người không có khuyết điểm, không có lỗi lầm. Không ai dám, là cô nghĩ rằng là không ai tự tin khẳng định rằng mình sẽ không bao giờ mắc khuyết điểm. Vậy thì quan trọng là khi chúng ta thấy mắc khuyết điểm đó, chúng ta sẽ sửa cái khuyết điểm đó như thế nào, chúng ta nhận thấy khuyết điểm và sửa khuyết điểm đó ra sao. Các em lưu ý nha, khi chúng ta có lỗi, chúng ta nhận thấy cái lỗi của mình và chúng ta sửa lỗi thì chứng tỏ rằng chúng ta là một con người trung thực. Các em ghi xong chưa ạ? Xong chưa các em? Trả lời cô xong chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ chưa. Cô nói nè, mình cố Dạ gắng chưa. mình học thì mình vừa nhìn, vừa ghi và vừa nghe. Bây giờ nếu như các em đã ghi xong rồi thì cô chuyển sang cái nội dung tiếp theo. Thì chúng ta vừa tìm hiểu là trung thực là gì. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu xem trung thực nó biểu hiện như thế nào ở trong học tập và trong quan hệ với mọi người. Trước tiên chúng ta sẽ nói đến trong học tập thì trung thực nó biểu hiện như thế nào. Mời các em, chúng ta chỉ nói đến trong học tập trước nha. Mời các em trình bày quan điểm của mình. Trong học tập thì mình làm gì để thể hiện sự trung thực ạ? Mời bạn Ngọc Châu.
Dạ thưa cô, trong học tập mình thể hiện sự trung thực qua không quy kết bài trong những giờ thi, không nhắc bài cho bạn, và mình dám nhận lỗi khi mình sai. À, không quy kết, không chỉ bài bạn trong cái kiểm tra thi cử. Khi mà mình làm sai với thầy cô hay bạn bè gì đó thì mình nhận cái lỗi. Cô cảm ơn em, đúng rồi. Tiếp theo, trong quan hệ với mọi người, mời các bạn trình bày quan điểm của mình. Trong quan hệ với mọi người thì trong mối quan hệ giữa mình với người khác thì mình làm gì để thể hiện sự trung thực? Mời các em trình bày quan điểm. Giữa mình với thầy cô, giữa mình với bạn bè, mình làm gì để thể hiện sự trung thực của mình? Giữa mình với ba mẹ, mình làm gì để thể hiện sự trung thực? Ví dụ như mình đi học xong rồi là mình đi về nhà liền, mình không có la cà đi đâu đó chơi, thì là thể hiện sự trung thực. Mời các em trình bày quan điểm ạ. Không bạn nào trình bày, cô mời đó nha. Cô mời bạn Quốc Vinh 72. Mời em mở mic, mở cam lên ạ. Quốc Vinh dạ. Có đó không em? Dạ có. Rồi mời em, cho cô biết rồi. Với mọi người thì mình làm gì để thể hiện sự trung thực nè? Dạ thưa cô, là mình phải biết nghe lời và biết biết nghe lời và rồi như vậy thì đối với những cái bạn Vinh nói rằng là phải biết nghe lời, vậy thì nó chưa rõ ràng các em. Không phải là chúng ta biết nghe lời, biết nghe lời khi nào kìa? Khi mà đó là những cái việc làm, những cái lời nói đúng mà ba mẹ, bạn bè mình. À, mời Bắc Kinh, mời em. Dạ, cô là biết nghe lời và biết tôn trọng người lớn. Biết nghe lời và biết tôn trọng người lớn, cô cảm ơn. Mời Hoàng Kim. Dạ thưa cô, là mình phải biết nhận lỗi của mình và phải biết ơn những cái người mà giúp đỡ mình. Mà khi mà nhặt được của rơi là mình phải đem lại trả cho người mất. Rồi, cô cảm ơn em. Như vậy thì ở đây chúng ta đã nhận thấy rất là rõ trong học tập cũng như quan hệ với mọi người, các em cần phải làm gì để thể hiện sự trung thực thì các em nói rất là rõ rồi. Bây giờ cô mời các em quan sát lên trên màn hình, cô có nêu một số cái việc làm biểu hiện thể hiện sự trung thực. Trước tiên là trong học tập. Thứ nhất là phải không qua mặt thầy cô, không gian dối. Thứ hai là không quay cớp, không nhìn bài của bạn. Và thứ ba là không lấy đồ dùng học tập của bạn. Thì đây chỉ là một số cái biểu hiện mà thôi, ngoài ra thì chúng ta còn có rất nhiều biểu hiện khác. Còn đối với quan hệ giữa người với người á, thì chúng ta không nên nói xấu người khác, không lừa dối người khác, không đổ lỗi cho người khác. Nếu như chúng ta thật sự có lỗi thì chúng ta nhận lỗi, sửa lỗi và nói đúng sự thật mặc dù có thể bị thiệt hại. Cô lấy ví dụ như có những trường hợp là mình chơi với bạn mà bạn làm sai đó, thì mình không dám nói với thầy cô vì sợ thầy cô không... xin lỗi, vì sợ bạn không chơi với mình nữa. Thì ở đây không được như thế. Chúng ta phải nói đúng sự thật. Mặc dù đôi khi bạn có giận mình đi chăng nữa thì bạn sẽ hiểu ra được cái việc làm của mình là đúng. Rồi, vậy cho cô biết rồi, tất cả những cái việc làm này nè, việc làm trung thực trong học tập và trong quan hệ với mọi người, nó được thể hiện qua đâu? Chúng ta không nói xấu người khác nè, chúng ta không quy kết bài khi kiểm tra thi cử nè, vậy thì nó thể hiện qua đâu ạ? Mời các em. Cô mời bạn Quốc Việt. Dạ thưa cô, tính trung thực được biểu hiện qua lời nói và hành động. Cô cảm ơn. Tính trung thực nó được thể hiện qua lời nói, qua hành động, qua thái độ trong công việc, trong quan hệ với bản thân với người khác. Đó chính là nội dung mà chúng ta cần phải tìm hiểu ở phần số 2, phần biểu hiện. Cô lấy một số ví dụ minh họa, các em chú ý ghi bài giùm cô nha. Tự mình làm bài kiểm tra, không nhìn bài bạn, thẳng thắn phê bình khi bạn mắc khuyết điểm và trả lại của rơi cho người mắc. Các em chú ý ghi bài giùm cô. Đợi cô chút xíu nha. Có
thể một cái thái độ, một cái hành động, một cái cử chỉ trên nét mặt của chúng ta thôi, nó cũng có thể thể hiện sự trung thực nữa các em. Hoặc là một lời nói của chúng ta nó cũng có thể hiện sự trung thực. Xong chưa các bạn? Chưa. Nói chuyện đàng hoàng nào, Hoàng Lê? Dạ chưa. Các em cố gắng nhanh lên các em. Mình tập thói quen ghi nhanh lên nè. Rồi cô ơi. Rồi, cô cảm ơn. Những bạn khác? Dạ rồi. Rồi, nếu như mà các em đã ghi xong rồi thì cô chuyển sang cái nội dung tiếp theo nha. Bây giờ cô mời các em quan sát lên trên màn hình. Đây là hai bức ảnh. Bức ảnh thứ nhất là bạn nhặt được cái của rơi trả lại cho cái người mất. Bức ảnh thứ hai là các bạn nghiêm túc làm bài kiểm tra với sự quan sát của giáo viên. Vậy thì hai bức ảnh này nó thể hiện điều gì ạ? Mời các em. Hai bức ảnh này nó nói lên điều gì? Mời bạn Thanh Trúc. Dạ cô, là thể hiện tính trung thực. Cô cảm ơn, đúng rồi. Là thể hiện cái tính trung thực. Rồi bây giờ cô mời các em tìm hiểu cái nội dung tiếp theo. Cái gì cũng vậy, trong xã hội chúng ta bao giờ nó cũng có hai mặt. Vậy thì trung thực nó cũng có cái mặt trái của nó. Vậy cho cô biết coi, biểu hiện trái với trung thực là gì? Cô mời bạn Đăng Huân. Dạ thưa cô, những biểu hiện trái với trung thực là làm hộ bài cho bạn, quay cớp trong giờ kiểm tra, không lỗi khi mình có lỗi, và khi mà được cú rơi thì mình không có trả lại cho người mắc. Cô cảm ơn, đúng rồi, đó là những cái việc làm thể hiện cái sự thiếu trung thực, hay nói cách khác là thể hiện sự gian dối và dối trá. Đây, cô mời các em quan sát lên trên màn hình, cô giới thiệu với các em cái biểu hiện của trái với trung thực. Thứ nhất là dối trá, thứ hai là xuyên tạc, thứ ba là bóp méo sự thật. Có nghĩa rằng là một cái sự thật, một ai đó, của một ai đó nhưng mà mình không thích người đó, cái bắt đầu là mình nói cho nó khác với cái sự thật. Ví dụ như thầy cô hỏi, ô bạn đó về nhà có làm bài tập không? Bạn đó thật sự là có làm bài tập nhưng mà mình không thích bạn đó, cho nên rằng mình nói bạn có làm cô nhưng mà bạn vô mượn của người khác làm chứ không phải rằng là của bạn làm. Có nghĩa là chúng ta bóp méo sự thật đi. Cô mời các em quan sát lên trên màn hình có hai bức ảnh. Bức ảnh thứ nhất, các em nhìn vào con chuột nè. Các em thấy đây là gì ạ? Mời trả lời cô. Đây là gì ạ? Mời bạn Tuấn Văn. Dạ thưa cô, cái hình thứ nhất là có một bạn nam đang gian lận trong giờ kiểm tra. Cô cảm ơn em, đúng rồi. Cái hình thứ hai là gì ạ? Mời các em. Mời bạn Thanh Trúc. Dạ cô, là nhặt được của rơi không trả lại. Nhặt được của rơi, của rơi trở thành của mình. Các em thấy cái túi để chữ của mình không? Vậy thì đây là hai cái hình ảnh thể hiện sự thiếu trung thực ở trong cuộc sống mà đâu đó chúng ta còn bắt gặp. Vậy thì đây là những cái hành động mà chúng ta cần phải lên án, phê phán và loại bỏ nó trong cái cuộc sống của chúng ta. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu xem có những cái trường hợp nào mà không nói lên sự thật nhưng vẫn không bị coi là thiếu trung thực. Các em chú ý nha. Có nghĩa là nói đơn giản là nói dối đó, nhưng không bị coi là thiếu trung thực. Vậy đó là những trường hợp nào? Cô mời các em. Mời bạn Ngọc Anh. Dạ thưa cô, thưa em, đó là trường hợp mà có một bệnh nhân sắp
giống như là bệnh nặng khó mà để qua khỏi rồi, nhưng mà bác sĩ lại nói với người nhà bệnh nhân là bệnh nhân sắp ổn. Nói với người nhà bệnh nhân hay là nói với bệnh nhân em, mình phải xác định cho rõ. Dạ, nói với bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân luôn. Rồi cô cảm ơn. Có bạn nào có ý kiến khác không ạ? Mời các em. Nếu như không có bạn nào có ý kiến khác thì cô giải thích chỗ này chút xíu. Đúng là trường hợp bác sĩ nói dối bệnh nhân, nhưng mà chỉ là nói dối bệnh nhân thôi chứ không phải là nói dối với người nhà bệnh nhân. Tại sao như thế? Mình nói dối với bệnh nhân để làm chi? Để bệnh nhân không có bị tâm lý, tại vì thường những người bị bệnh nặng, cô lưu ý là chỉ những trường hợp là bị bệnh nặng thôi thì bác sĩ sẽ nói dối để làm chi? Để người bệnh không bị ảnh hưởng của tâm lý, tại vì bị tâm lý là sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và có thể ảnh hưởng đến cái sự sống. Cho nên chỉ nói dối bệnh nhân, còn phải nói thật với người nhà bệnh nhân để người ta có cái hướng điều trị và hợp tác với bác sĩ để bác sĩ điều trị. Còn một cái trường hợp nữa đó chính là những người có hành vi xấu. Có nghĩa là chúng ta biết người đó có hành vi xấu thì chúng ta không nên nói thật. Cô lấy ví dụ như ngày hôm nay mình đi học, mình được ba mẹ cho mình 100 ngàn để đi vô đóng tiền gì đó, đưa mình 100 ngàn đi vô đóng tiền ở trong lớp, nhưng mà mình gặp kẻ xấu hỏi này đi học có tiền không. Chúng ta dạy gì chúng ta lại phải nói rằng là chúng ta có nhiều tiền trong túi. Chúng ta có thể nói dối đối với những người xấu để chúng ta bảo vệ mình, được chưa? Thì đây là những cái trường hợp là không nói lên sự thật nhưng cũng không bị coi là thiếu trung thực, chỉ những trường hợp bất đắc dĩ như thế chứ không phải trường hợp nào cũng được coi là cũng cũng được coi là không thiếu trung thực nha. Các bạn chú ý nha. Cho nên mời mốt mượn bạn cuốn sách nói thứ tư trả mà thứ sáu chưa trả. Chúng ta nói rằng là do hoàn cảnh, do cái gì không có thời gian để đi hay gì đó thì cũng không được, chỉ những trường hợp gọi là bất khả kháng, bất đắc dĩ mà thôi. Rồi chúng ta tiếp tục. Vậy thì tại sao mỗi người chúng ta cần phải có cái tính trung thực, nó đem lại lợi ích gì cho chúng ta? Cô mời các em cho cô biết ạ. Tại sao vậy? Cô mời bạn Băng. Dạ thưa cô, là chúng ta phải có tính trung thực là vì trung thực là đức tính cần thiết và quý báu của mỗi con người. Sống trung thực giúp ta nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội và sẽ được mọi người tin yêu kính trọng. Cô cảm ơn em. Đúng rồi, đó là cái lợi ích mà trung thực nó mang lại cho chúng ta, cũng là cái nội dung mà các em cần phải tìm hiểu ở nội dung số 3 phần ý nghĩa. Các em chú ý ghi vào nha. Cái lợi ích thứ nhất mà trung thực nó mang lại, trước tiên chúng ta khẳng định đây là một đức tính cần thiết và quý báu của mỗi con người, thì các em biết rồi, phẩm chất đạo đức là nó vô cùng cần thiết. Thứ hai, giúp nâng cao phẩm giá, được mọi người tin yêu và kính trọng. Đương nhiên chúng ta trung thực với mọi người thì mọi người sẽ là tin tưởng chúng ta và kính trọng chúng ta. Thứ ba là làm lành mạnh hóa các mối quan hệ xã hội. Thì các em biết ở đây mỗi người chúng ta không có ai muốn người khác nói dối mình bao giờ. Vậy thì muốn người khác không nói dối mình thì mình phải nói thật với họ, và chúng ta phải trung thực với họ thì họ mới trung thực với chúng ta. Rồi các em chú ý cái bài và dùm cô nha. Xong chưa các em? Dạ chưa. Rồi. Ai xong rồi thì báo nha. Dạ rồi cô ơi. Dạ rồi cô ơi. Rồi. Dạ rồi. Nếu như các em Đúng rồi. đã tìm hiểu xong cái phần giá trị của trung thực, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến một cái nội dung tiếp theo nữa.
Cô mời các em quan sát lên trên màn hình và làm cho cô một cái bài tập nhỏ. Theo em thì hành vi nào là thể hiện sự trung thực? 4 câu A, B, C, D. Mời bạn Gia Bảo. Cô là cụ A. Trung thực đó chính là mình có lỗi, mình nhận lỗi ha. Đó là thể hiện cái sự trung thực. Câu thứ hai, đây là một câu tình huống và các em giải quyết tình huống này, bạn nào giải quyết tốt cô sẽ ghi nhận điểm cho các bạn. Các em có một phút để hệ thống lại kiến thức của mình để trả lời cái tình huống này. Các em đừng nên vội ha. Tại sao? Tại vì chúng ta phải suy nghĩ để chúng ta đạt được cái điểm số tối đa. Chúng ta đừng có mà gấp gáp rồi chúng ta trả lời được 70-80% thì nó rất là tiếc. Cô mời các em. Các em có một phút để suy nghĩ về trả lời. Trước khi các em trả lời, các em đọc tình huống nha. Mời bạn Kinh Luân. Luân thi quân cơ. Luân em, 7-1. Dạ thưa cô, câu này em không biết. Rồi, cô mời một bạn khác. Mời bạn Kiên của lớp 7A1. Mời em đọc tình huống và trả lời. Bạn Kiên ạ. Bạn Kiên có đó không bạn? Bạn mới gì giơ tay? Em đang trả lời cô, em chưa có biết xong. Em trả lời được không em? Dạ. Nếu như mà bạn bạn Kiên không có đáp án, cô mời một bạn khác nha. Mời một bạn, mời bạn Tăng Huân. Mời em. Dạ thưa cô, là Nam ra đi học giải 15 phút, sợ bị thầy cô la nên nói rằng bị bệnh nên đi chảy là của bạn Nam nói vậy là không trung thực. Bởi vì bạn nói là bạn nên hành vi của bạn phải nói với cô là con em xin lỗi thầy hoặc cô, em ngủ quên 15 phút cô với thầy, hoặc là thầy có thể tha lỗi cho em được không, lần sau em không có đi chảy nữa. Rồi, cô cảm ơn bạn Huân. Bạn Huân còn ý kiến gì bổ sung không ạ? Rồi, như vậy thì cô nhận xét câu trả lời của bạn Huân tốt đó các em. Ở đây là Nam là một học sinh rất là ngoan và thường đi học đúng giờ, nhưng mà có một lần đi trễ thì sợ thầy cô la nên nói rằng là bị bệnh. Thì các em biết đó, cô đã nói từ đầu tiết rồi, mọi người chúng ta ở đây không thể nào mà không có khuyết điểm cả. Quan trọng là chúng ta nhận ra các khuyết điểm, nhận ra cái lỗi của chúng ta và chúng ta sửa. Thì cô nghĩ rằng nếu như mà bạn Nam thừa nhận cái khuyết điểm của mình là hôm nay đi học trễ vì ngủ quên, thì thầy cô cũng có thể là cũng sẽ là nhắc nhở và yêu cầu bạn khắc phục vào lần tiếp theo thôi, chứ không có đến nỗi mà phải trừng phạt hay là ghi sổ đầu bài. Vậy thì chúng ta thấy là bạn Nam là một người không trung thực. Rồi. Bạn trả lời tốt cho nên cô ghi nhận điểm bạn tối đa nha. Các em chú ý điểm số của mình. Khi nào mà các em cô hỏi điểm thì các em báo lại để cô ghi nhận vào sổ điểm cá nhân. Rồi, cô có một cái bài tập liên quan đến ca dao tục ngữ mà hôm trước á cô dặn các bạn. Vậy thì câu ca dao tục ngữ nào nói lên tính trung thực trong 4 câu này? Nó đều bắt đầu từ từ ăn. Và khi các em chọn, các em giải thích dùm cô tại sao nó lại là thể hiện tính trung thực. Mời bạn Ngọc Châu. Dạ thưa cô, em chọn câu dê ăn ngay nói thẳng. Bởi vì câu dê ăn ngay nói thẳng được thể hiện là mình trung thực, mình nói nha thẳng ra, mình không có gọi là nói sai sự thật. Rồi, cảm ơn. Đúng rồi, gọi là có làm sao mình nói như vậy, được chưa ạ? Khi chúng ta nói đúng sự thật thì
có làm sao chúng ta nói vậy, chúng ta không thêm bớt gì cả thì thể hiện sự trung thực. Tiếp theo, nội dung của chúng ta kết thúc ở đây. Trên bảng cô đã, trên màn hình cô đã thể hiện cái những nội dung yêu cầu cho tiết tới, các em chú ý ghi lại để tiết sau chúng ta học cho nó có hiệu quả. Học những nội dung mình đã học nè, làm những bài tập còn lại, những cái phần nào mà cô đã lấy ra ví dụ hoặc làm bài tập từ nãy giờ thì các em không cần phải làm lại. Các phần tìm hiểu chuyện đọc và trả lời câu hỏi, phần gợi ý là các phần các em tự đọc ở nhà và tự trả lời ở nhà luôn, được chưa ạ? Tiếp sau cô sẽ không có hướng dẫn các em tìm hiểu cái nội dung này. Các em sẽ tìm những cái mẫu chuyện nói về lòng tự trọng. Đây là những cái nội dung cô yêu cầu cho tiếp sau. Qua cái tiết học rồi, các bạn có vấn đề gì thắc mắc khó hiểu không ạ? Có vấn đề gì các em chưa rõ không? Dạ không. Các bạn khác có vấn đề gì chưa rõ không các em? Dạ không. Dạ không cô. Rồi, nếu như các em không có vấn đề gì chưa rõ thì các em có thể xuống lớp để chuẩn bị cho cái tiết học tiếp theo. Riêng lớp trưởng của hai lớp ở lại báo cáo sĩ số cho cô. Mời các em nghỉ nha. Chào cô. Rồi, chào các em. Em chào cô. Rồi, cô chào các em.